Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của HBS. Các bạn hãy nhớ subscribe kênh, đăng ký kênh, like và share các video của mình để nhớ thay cho mọi người rất nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với EP Flavor của Talin và Logi các bạn. Đó, thì lần này mình sẽ cùng mọi người trải nghiệm cái EP mới nhất của hai nghệ sĩ trẻ rất là tài năng của Việt Pop chúng ta. Ok, và xem ngay cùng mình nhé. Let's get it, Flavor Full EP One Click Version. 1, 2, 3. Xin chào tất cả các khán giả và quý vị đã đến với chương trình Hôm nay bạn ăn gì? Và trong các món ăn của ngày hôm nay, thì của chúng ta sẽ bao gồm dầu tằm, dầu tằm, mặc đồ dầu tằm với áo hai giây. Cho đi em là ai mà tại sao người ta bảo em nhìn căng 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 căng. Hồi bạn anh còn kêu là em nhìn căng gì? Ra đây chứng minh xem, quá trẻ để gọi anh là bố nhưng quá già để em có thể gọi anh là anh. Mình để tự đi vào phố mà không có các em gái cao tên ở quanh. Party nguyên cả đêm đến mức ABC nhược. Thuốc sâu giữa ăn trên bàn như là ỉ dược. Shorty 1/10 để đưa được bằng lái. Khi em lại cái cô được trên không, vỗ tay vỗ vai rồi vỗ mông. Em nhìn vẫn đổ toài ra như khí công. Let's go, đang tính đi mổ mắt thì mắt anh hết cận sau khi nhìn mắt. Yeah, gọi anh là Long hoặc gọi anh là bếp trưởng. Bếp hôm nay bị ngập bởi đồng bánh kem, cần phải làm một tí chem cho nó vào cái lò nướng. Căng, 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 căng nhờ. Hồi bạn anh còn kêu là em nhìn căng, 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 căng. Căng thật mọi người. Sợ lên mọi người. trong cái EP Flavor này thì Flavor là hương vị đúng không các bạn? Thì bài hát đầu tiên nó đã mang một cái hương vị nó gọi là cực kỳ là căng đét luôn mọi người. Tên bài hát là dâu tằm, nghe rất là kiểu là nó hơi juicy, nó hơi nó có một cái mùi kiểu nó rất là gọi là nó nhiệt đới ở trong đó các bạn. Dập dâu tằm mà nó chua chua kiểu kiểu như vậy. Thì bài hát đầu tiên mà như các bạn đã nghe đây, vô tập đúng với một cái màn intro đậm chất hip hop của Logi và Talin luôn mọi người. Nó rất là thú vị ở cái chỗ là mình có để ý những cái tiếng nhạc kiểu này, những cái elements, những cái sounds này, những cái âm thanh, những cái tiếng nhạc và là những cái effect á. Như là cái đoạn đầu tiên trong vô tầm này mình thấy là nó có một cái kiểu là một cái câu nói của Talin là chào mừng mọi người đến với thực đơn hôm nay, thì nó làm cho mình quay trở về một cái thời là kiểu thời mà nghe cái băng radio ngày xưa các bạn. Dạ, nhưng mà rất là bất ngờ khi mà vào tới cái đoạn khi mà beat lên đó là Logi rap và nó đã làm cho cái mặt cảm xúc của mình nó cực kỳ là nảy mọi người. Thật sự là nghe rất là nảy luôn các bạn. Và cái chất rap của Logi và Talin á, thì khi mà kết hợp lại với nhau thì nó thật sự rất là match. Một giọng rap nam cực kỳ là trầm, kiểu là nó tông thấp nè. Chất giọng của Logi là kiểu rap mà kiểu là rap như là rap kiểu lyrical mà là đi flow mà đi hay kiểu là chơi chữ các bạn.
nó vừa ngầu vừa cá tính mà nó vừa trầm ấm nè. Còn tờ linh á thì là một cái chất giọng rap kiểu lả lơi lả lướt sexy, thì khi mà cả hai kết hợp lại với nhau thì nó đã trở nên một cái sức công phá rất là khủng khiếp đó, cho bất kỳ một bài rap nào mà có sự xuất hiện của tờ linh và Logic các bạn. Đấy, dấu tập nghe nghe là cái câu đầu tiên nha, tại vì nó khá là thú vị chứ. Đó. Xin chào quý vị các bạn, thấy không? Rất là dễ thương á. Trong các bài bổ dưỡng ngày hôm nay, ý của chúng ta sẽ bao gồm dầu tầm. Dầu tầm. Nhìn vô đẩy dầu tầm này. Dầu tầm. Nghe ngầu nhỉ? Mày ở 2 giây cho đi em là ai mà tại sao người ta bắt em nhìn căng 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 căng. Hồi bạn anh còn kêu là em nhìn biết vừa thuốc cái là nghe căng rồi căng. Ra đây chừng mày anh xem. Mặc đồ vô tầm rồi mặc đồ vô tầm rồi áo 2 giây. Sao đi em là ai mà tại sao người ta bảo em nhìn căng 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 nghe thấy căng rồi mọi người. Vỗ tay vỗ vai rồi vỗ mông em muốn là lửa tỏa ra như khí công. Lửa tỏa ra như khí công. Mở mắt thì mắt anh hết cận sau khi nghe em lắc hông. Yeah, mất ăn hết cỡ khi nhìn lắc hông. Hoặc gọi anh là bếp trưởng. Bếp hôm nay bếp gặp bị đồng bánh kem. Cần phải làm một tí chem cho nó vào cái lò nướng. Căng, 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 căng. Căng thật. Hồi bạn anh còn kêu là em nhìn. Căng, căng, yeah. Căng, căng. Ra đây đứng cho anh xem. Vô đưa đen đét khi chị nói. Chị chỉ cần giọng lên một tí họ đã quỳ gối. Chị làm một thi thơ còn họ ấy đang bị đói. Chị còn... Vậy còn home spotlight cũng tự tìm tới chị. Những cái con rap mà nó đậm chất cái tôi và nó kiểu như là nó kiểu nó nghe nó hư hư các bạn, nó so đi với nó hư hư. Chị là mới tự thơm mà họ thì đang bị đói rồi, nghĩ thèm khát mình, khao khát mình rồi các bạn. Đó, kiểu nó hư hư mình rất là quậy phá mọi người. Because you're my biggest fan, Flexible, mình có để ý một chút xíu là đa phần á là Logic và Tờ Linh thì sử dụng khá là ít những cái layer về âm thanh về cái beat đó các bạn, nhưng chủ yếu là nó sẽ người nghe sẽ tập trung vào nghe cái vocal của cả hai nhiều hơn, người nghe sẽ tập trung vào nghe từng cái kiểu là từng cái độ luyến lấy, từng cái câu nhả chữ, từng cái chỗ uốn lượn của Tờ Linh này, kiểu là đó. Rồi từ cái chỗ mà gọi là thả chữ, là nhấn nhá câu chữ, nhấn nhá cái lyric của từ và Logic nhiều hơn, thì chúng ta nghe khá là thích những cái tầm âm thanh, tầm beat ở trong cái bài giao tầm này. Chủ yếu là mình sẽ tập trung nghe vào cái phần vocal của cái hai này nhiều hơn các bạn. Thì bài đầu tiên mà chắc là một cái màn gọi là một cái màn đề bài nhẹ nhẹ, nhẹ thôi mà đã cháy rồi. Chắc mấy bài sau chứ còn khủng khiếp hơn. Bài thứ hai là bài là tên là bài Ngân các bạn. Phải là Ngân không? Ngân. Ngân gì đấy? Ngân gì các bạn? Nghe bắt đầu tiếng piano khác hẳn rồi. Sao đi chỉ mua được đồ hai em bỏ siêu đi cho ai thèm. Ta tắt thì nhanh hơn cả máy chèm. Sao đi cao hơn cả Iceland. Người sao đi nóng hơn cả Thailand. Người sao đi nóng hơn cả yeah, yeah. Người em mày nóng khi em đóng cho whisky về cái game chỉ về bơi. Gọi mày anh dây sang chơi. Thêm em vừa sang sơi. Họ đồ ba mới bắt tôi bỏ
mau đi rụp rụp là em ơi. Trinh vừa mua nhà mới nên chỉ mong nó có cái ví đến từ Ý và TV bên Germany, bạn bên Thụy Sĩ và cơ sở ở Paris. Khóa Hàn Quốc chế nước muối đến từ Bali, bếp của Xiaomi nhưng made in ở Hoa Kỳ. Váy thiết kế đặt ở bên New York cho đến mặt Hoa Kỳ. Chỉ một cà phê 247 size của em quả trái đến một người đổi tiền có thời đồ để thuê. Mix and match là tiêu sinh đại đây mà biến lâu chi thành thằng nhà quê. Chắc có gì để chê, chắc có gì để chê. Đừng mà cho đi chị, nếu mà em chưa cho chị xem số dư tài khoản. Chị cũng thấy bụi đi rơi hay xẹp lép vì chỉ có khả năng ngoại cảm. Đi thật lâu không chỉ thành thằng nhà quê. Chẳng vì quá nhiều tiền, chẳng có cách nào khác chỉ bỏ công nhận chị. Nên đổi tên thành Ngân, Ngân tên dòng đồng chi tiêu cả năm. Ngân chơi đổi mới vào đầu xe ai chả sẵn. Theo bài bay trực thăng, Ngân là ai vậy? Ngân tăng GDP nước nhà lên 5%. Ngân có ATM là cũng như nhà Ngân. Bất động sản thì cũng vài căn. Rất đơn giản cũng không quá là căng ấy. Thật đấy, đối với chị thì cái gì nó cũng bình thường. Mọi thứ người ta có rapper nhắc đến. Ngân mua được hết mọi thứ ai cả luôn cho chắc. Chẳng đắt ấy. Christian Dior, Dior. Ngân mua gì Ngân quý ai Ngân đem tặng. Chất không có từ nào khác để tặng Ngân. Ngân ơi, ghê vậy, nâng lại vậy. Dạ hả? Trời ơi, nâng lại gì mọi người. Nghe cái bài này giống như là Lucy viết như là kiểu là kiểu như châm biếm mà hay sao các bạn, đúng không? Các bạn có thấy giống mình không? Ngân, Ngân ơi, Ngân gì đâu mà xài đồ hiệu rồi. Ngân gì mua cái ly đến từ Ý nè, mua cái TV đến từ Germany, rồi Ngân mua cái bàn của Thụy Sĩ và gương soi mua ở Paris. Dùng che chữ khuyết đảm, 247 size của Ngân cháy đến mức mọi người nổi tiếng còn hỏi đồ để thuê. Ngân là ai vậy? Các bạn biết Ngân là comment mình cho mình nhé. Ngân này là ai đấy? Rồi cho chị xem số dư tài khoản mà chị ngửi thấy mùi quý dày hay sẹp lép vì chị có khả năng ngoại cảm. Đây câu này nè, câu này mình nghĩ là chắc là trong biếm này mọi người, kiểu như hơi nó kiểu nó hơi xéo xéo ai đó. Nó có cái mùi vậy này, thuê chục anh vệ sĩ cho Ngân đi mua và sắm. Ngân là ngân hàng á, ngân hàng hay là ngân sách hay là ngân khố gì hay là kho bạc gì chả biết nữa. Nhưng mà cái bài Ngân này là nó có những cái lời những cái lyric mà nó khá là đặc biệt ở cái chỗ là kiểu tả là một người các bạn, nhưng mà cái cách tả của Logic và Tolin thì nó vừa quậy một chút, nó vừa quậy vừa cute, nhưng mà nó cũng vừa kiểu là nó là có sức nặng một xíu các bạn đó, cảm giác như vậy. Không biết mọi người nghĩ như nào đó. Ngơi các bạn Thụy Sĩ, mình thích cái câu này là mình thấy cái câu là cái ly mua từ Ý, rồi cái TV bên Germany, rồi cái bài bên Thụy Sĩ, rồi cái gương soi của bên Paris, rồi cái bếp của Xiaomi mà made in ở Hoa Kỳ. Chơi chữ cả đây thì ai mà làm lại logi, trời ơi. Bài nghe cực kỳ là châm biếm mọi người, sợ lắm, cảm giác vậy. Yeah. Sau đi chỉ mua được đồ 2A, em bỏ được siêu thì chả ai thèm. Cá tác thì nhanh hơn cả máy chèm, mà sau đi cao hơn cả Iceland. Người sau đi nóng hơn cả Thailand, người sau đi nóng hơn cả Yeah. Người em mới nóng khi em đóng chơi whisky với cái game chỉ về bơi. Gọi mấy xe sang chơi, thêm em cơ sang sơi. Họ đồ ba mới bắt từ Portugal tới, và đợi hai tuần mới xong hơi. Mấy cái đứa designer sẽ bị cho đi rục rục là em ơi. Chị vừa mua nhà mới nên chị muốn nóng. Chị vừa mua nhà mới nên chị muốn nó có cái gì? Có cái ly đến từ Ý và ha, có cái ly đến từ Ý và TV bên Germany. Khiếp đảm, mắc cười hả? Để mình nghe lại cái câu này, câu này câu ăn tiền các bạn. Designer sẽ bị cho đi rục rục là em ơi. Chị vừa
mua nhà mới nên chị muốn nó có cái ly đến từ Ý và tivi Benjamini và cơ soi mua ở Paris soi khóa Hàn Quốc chứa nước muối đến từ Bali bếp của Xiaomi nhưng made in ở Hoa Kỳ nước Hoa Kỳ kể đó bên New York cho mặc một lần chỉ để ngồi cà phê hai cùng quay sai của em quả trái đến mỗi người đổi tiền còn thôi đồ để thuê miss and match là tôi xin đẹp em mới biến lâu chi thành thằng nhà quê chẳng có gì để chê chẳng có gì để chê biến lô gì thành thằng biến lô gì thành thằng nhà quê luôn rồi thấy là Ngân là cũng người cao thủ đó. Ngân này là ai đây mọi người? Miss and mắc đồ nít and đáp em mấy biến lô gì thành thằng nhà quê lại Ngân các bạn. Ông nào mà có bạn gái Ngân thì chuẩn bị mới dẹp đi nha, chuẩn bị là ra qua Ý mua cái ly nè, qua Germany mua cái tivi về nè, rồi qua qua cái gì đây và Thiệu Sĩ mua cái bàn, rồi qua Xiaomi mua bếp Xiaomi và made in Hoa Kỳ đi đó, đó chuẩn bị tinh thần đi các ông. Tên thành Ngân, Ngân từ giờ mà tháng qua lưu chi tiêu cả năm. Ngân chơi đuổi ở mới vừa đầu sẽ ai trả sàn. Thuê máy bay trực thăng thì Ngân có khả năng thuê chụp anh cái gì cũng mua một sáng. Ngân đang chạy đi, nước nhà lên 5%. Ngân có ATM là cũng đi nhà Ngân. Bất động sản Ngân sở hữu vài căn, rất đơn giản cũng không quá là căng ấy. Thật đấy, đối với chị thì cái gì nó cũng bình thường. Mọi thứ cho tất cả các rapper nhắc đến Ngân mua được hết mọi thứ ai cả luôn cho chắc. Ngân mua được hết, mọi thứ mua hai cái lượng nhắc đấy. Chuẩn bị hầu bao đi các ông nào có bạn gái Ngân á bị mua đồ hiệu mua mọi thứ hàng cá luôn cho chắc khiếp đảm tả Ngân vậy đâu mà mình tưởng nó là người hoàng tinh luôn các bạn gì đâu mà hả cái gì cũng mua được đồ gì Ngân coi ATM như là nhà Ngân trời ơi rồi Ngân tăng GDP lên 5% bất động sản Ngân sở hữu vài căn trời ơi mọi thứ Ngân mua cho mọi thứ Ngân mua cả hai cho chắc thơ vệ sĩ từ lưu là ra vậy nè. Còn Ngân tiêu xài một tháng bằng Luigi tiêu cả năm. Trời Luigi là giàu lắm các bạn. Quá dễ dàng luôn các bạn. Ngân là ai vậy? Comment cho mình biết thôi Ngân là ai đấy. Cái gì nó cũng bình thường. Mọi thứ hiểu tất cả các rapper nhắc đến Ngân mua được hết mọi thứ hay cả luôn cho chắc. Mua hơn mọi thứ hai cái thì chắc chẳng đắt. Christian Dior Ngân mua gì Ngân quý ai Ngân đem tặng chất. Không có từ nào khác để tặng Ngân. Ngân ơi Ngân ơi Ngân ơi cái chỗ mà tự lên đá đá cái chữ lên nghe hay vậy tê nghe hay với mọi người nghe khá là thú vị. Quá cháy hỏi cháy thuê mix and match and this and that lô chi thành thằng nhà quê chẳng có gì để chê chẳng có gì để chê lô chi để chê không lần ơi lần lên. Ok chúng ta qua tới bài thứ ba luôn nhé, let's go. Đi bên này cũng ít bài không mày. Ok mình thấy là bài hot on the show. Ok, thôi đã xong rồi mình đã reaction cái MV rồi. Mình rất chất lượng. Chỉ khi mà mồm lên giọng còn anh người toàn cướp bác làm em trong lòng. House in the show and it's cold in the scissors. Đúng là bài hát chủ đề của MV with them hoes like the lizards. Nghe chất lượng hả? Em lại bầu như ngày sinh nhật. Last fight the link, let them know we the fire. We the fire. Cứ là mất như là water. Đi mà phạm J, let's just see. Nằm trong nhà
chi tiết của mình thêm ha. Thì trong Hot on the Show này thì mình cũng muốn chia sẻ thêm thôi là mình có để ý được cái EP này nè, là sự kết hợp giữa Logi, Tlinh và Tupils. Thì Tupils là một producer rất là mát tay với Tlinh khi mà anh đã cùng với Tlinh sản sinh ra rất là nhiều bài hit nổi tiếng ở năm 2023 và trong những cái thời điểm trước đó. Thì trước đây thì mình nghe nhạc của Tupils thì chứ là Tupils thì rất là đa dạng về những cái dòng nhạc của mình. Tupils có thể làm nhạc về R&B, là chủ yếu là đa phần là mình thấy luôn khi mà Tupils với Tlinh collab với nhau đó, thì đa phần là cái màu nhạc của Tupils nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều bởi hip hop, R&B. Thì đây là sự một cái cột mốc khá là quan trọng. Thay vì mình cảm giác là Tupils đã thật sự là đạt đến một cái level cao hơn trong cái career của mình khi mà kết hợp cùng với lại Logic và Tlinh trong full một EP mà toàn bộ nha, toàn bộ là không có ballad nè, không có R&B, chỉ có mỗi một cái dòng nhạc duy nhất đó chính là hip hop các bạn. Thì mình thật sự là mình rất là ấn tượng với cái khả năng mastering và khả năng producing của Tupils. Khi mà thật sự là nhạc hip hop nó cái beat á, cái giai điệu của nhạc hip hop này nó cũng đa phần là để như các bạn đã nghe cái bài thứ ba đúng không, Hop on the Soul, Đần Ngân nè và bài Dòng Tầm, thì hầu như là beat nào nó cũng giống như beat nào hết. Nhưng mà cái hay đây là Tupils có thể pha những cái nét riêng của một người làm âm nhạc vào trong từng bài hát để tạo cho nó một cái điểm khác biệt nhất định. Với Hot on the Show thì các bạn có thể thấy là lý do tại sao bài hát mà duy nhất trong cái EP này mà Logi cho ra bắt MV là tại vì cái đó là phần lời nè, đúng không? Phần lyric nó thể hiện đủ tất cả những cái cá tính, thể hiện tất cả những cái gọi là độ ngầu là cá tính, rồi thể hiện được cái khả năng là lưới lấy lyric, khả năng viết lời rap của Logi và Tlinh luôn. Nó toàn là nói về những cái tinh thần hip hop rất là mạnh mẽ, thêm cái sự kết hợp của Last Five Crew trong đó thì thật sự đúng đây luôn. Đây đúng là bài hát mà mang đúng nghĩa là bọn tao flavor phải nói, rất là flavor luôn các bạn, cực kỳ là hương vị, mà là hương vị của sự rực lửa, hương vị của cái sự đam mê nhiệt huyết với âm nhạc và hip hop, đúng chất là bài hát của chủ đề. Còn với bài Ngân ấy, thì là nó mang cái màu sắc là nó hơi pha một chút, kiểu là nó hơi châm biếm về một nhân vật nào đó tên Ngân, mà với cái lối sống xa hoa tới độ mà Logi phải thành một thằng nhà quê luôn, thì nó hơi kiểu nó tả rất là chân thật ấy.
thì Subiu á với khả năng tài làm nhạc rất là tài năng của mình đã pha vào trong đó cả ba bài hát đầu tiên do tầm lyrical pha một chút kiểu traditional ở trong đó, những cái đoạn đầu tiên giới thiệu cái bữa ăn ngày hôm nay có gì, rồi Ngân là mang cái màu kiểu là châm biếm tả thực nè, phát họa một con người ở đó, rồi cuối cùng là hot on the show, hiện tại bây giờ là hot on the show này, một cái bản hip hop hùng ca rất là ngầu của Telemology và Last Five trong cái bài hát này rất là hay. Sự là Tupil khả năng mismatch và khả năng produce về nhà hip hop của Tupil thì cũng không phải là những vừa các bạn, rất là ấn tượng. Ok, chúng ta đến với bài hát cuối cùng trong cái EP Flavor này nhé, let's go. Bài cuối cùng tên gì đây? Phóng Zin Zin. Nhạc khác gì? Thấy chưa? À, Machiop hả? Nhạc của Machiop. Oh, ok. Em là một tiểu thư thích nghe nhạc R&B. Nghe nhạc R&B nè. Màu hơi bất an nước mắt chỉ qua làn mi. Xong đeo headphone và nghe Chris Brown để cho mình không bị suy. Ok, Phong Dinh Dinh á. Đôi J's còn mình chắc khoảng 5-6 đôi Dust 3 là áo jersey đồ oversize thì ok, nhưng mà kêu mất thử cái váy thì tìm lại không ra. Em thích có nhiều người để quan tâm và có nhiều bạn ở quanh. Em nhớ hình sự thật hơn ảnh của bạn đúng không? Thật nhanh. Những sweatshirt trong tủ em thì toàn màu xanh. Mặc nó lên đi với anh nhìn như thiên đàn không có cánh. Kiểu thư được chiều nên đi lượn được khá là máu. Hơi ham chơi nhưng tâm trạng cái thì nói chuyện khá là sâu. Lấy JBL, Spotify, mở nhạc to nhận ra playlist của em. Bài nào hay thì anh cũng có. Em bắt đầu trên mồm cười kiểu ngại ngại. Và nếu em thích bài này thì mình có thể bật lại. Và anh sẽ làm tất cả những gì để em thấy thoải mái. Và có thể nhảy cùng anh nó chỉ cần theo như phải trái. Baby you can bounce to the left, bounce to the right. And if you have a crush on me, tell me tonight. Thành phố đổ mưa ngắm cùng nhau, đây là vibe. Starbucks và matcha, anh có order cho cả ice. Chưa quen một em nào mà làm anh vui như em làm. Em biến đồng CGV và sơ cổ cây đánh thiên đàng. Cứ đi đến làm mặt anh như phản quang. Vì cứ nhìn lên trên là thành phố này rực sáng. Chờ baby cầm lái cuộc tình. Ở bên anh vừa em vừa thấy sập sinh. Dễ thương mà người em phần rất là phần. Cũng gì trước là producer là nha, không là Soul to Bills. À, Mikey, bạn Ngân là Mikey hả? À, vậy là không phải là to Bills bạn ơi. Cứ tưởng là to Bills là producer ba bài đầu tiên. À, bài đầu tiên, hai bài đầu tiên là producer là Mikey nè, bài thứ ba mới là to Bills. Hèn chi. Như vậy là hồi nãy mình có chia sẻ là to Bills là làm producer cho bài cả bài Ngân và bài Vô Tầm, thì mình đứng chính là không phải các bạn, là hai bài đầu tiên á, bài Vô Tầm và bài Ngân á, là producer là Mikey các bạn, cái tên cũng rất là mới đối với mình.
Trước tiên thì làm bài chủ đề là bài Hotline Show. Ok, sẽ là cái phóng zin zin. Phóng zin zin. Vậy là từ nay thì chắc là cái playlist nghe nhạc của các bạn sẽ có một cái bài hát mà kiểu có thể bật cùng với lại crush của mình, có thể bật lên cùng với người yêu của mình để có thể hòa vào cái giọng điệu của nhịp sống của sàn thành, của thành thị, để mỗi đêm có thể bật bài này lên và thả hồn vào cái nhịp sống tình yêu, nhịp sống của tuổi trẻ, nhịp sống của Gen Z và là nhịp sống của những cái tiếng xe chạy trên những cái con đường và cả hai đều rất hạnh phúc, đi vào trong những cái tiệm sân cổ cây, đi xem phim ở CGV mà là tưởng đâu là trên thiên đàng các bạn. Mình nghe bài này thì mình lại nghĩ đến những cái cảnh mà những cặp đôi yêu nhau mà họ lái xe máy á, rồi họ phóng xin xin người yêu ôm mà người yêu cô người yêu ôm bạn trai của mình ở đằng sau, rồi cả hai nói chuyện cười rất là dễ thương. Cái bài, tại vì cái bài hát này nó thực sự cái melody rất là hay và nó có một cái, nó có những cái tiếng âm thanh thì là nó hơi kiểu như là phật giờ là gì đây thật cái tiếng tinkle bell các bạn, những giống như cái tiếng chuông tinkle á đó, rất là dễ thương các bạn. Bài này để cuối mình nghĩ là nó hợp lý nè, tại vì nó khác ba bài đầu tiên luôn. Ba bài đầu tiên là đậm chất hip hop, đậm chất đường phố và đậm chất quậy phá và nghe rất là hư hỏng và rất là gai góc và cực kỳ là hip hop. Thì bài cuối bằng phóng xin xin này là một cái màu rất là ngọt ngào, nó làm hoàn quyện lại cả ba bài đầu tiên. Nó là một cái nó là một cái mùi, nó là một cái hương vị ngọt ngào của loving, romantic, dễ thương, nũng nịu, nhõng nhẽo. Nó là kiểu như nó cân, nó ôn hòa lại, nó cân bằng lại cả một cái full EP, vừa có màu ngầu, vừa có màu căng đét của hip hop và vừa có cái màu ngọt ngào nhẹ nhàng lãng mạn của phóng zin zin trong đó các bạn, rất là hay. Đấy, mình nói vậy thì chắc là các bạn cũng đã cảm nhận được là bài phóng zin zin này nghe cái tên á thì nó là ồn ào ha, nhưng mà khi mà nghe cái bài ở trong á thì các bạn sẽ cảm nhận được cái sự ngọt ngào và nó rất là tình tứ luôn các bạn, rất là dễ thương. Đó là nghe những cái tiếng những cái tiếng hòa âm ở trong tai thôi, các bạn đã thấy được cái sự dễ thương trong đó rồi, rất là hay. Mà chỉ ốc làm bài viết này rất là hay, mấy cái viết khá là ok. Em là một tiểu thư thích nghe nhạc R&B, xem những bài tiếng nào xem cả parody, thì còn hơi bất an nước mắt trên qua làn mi, xong đeo headphone và nghe Chris Brown để cho mình không bị suy. Tiểu thư này sưu tầm trong tủ chiếc đôi Jays, không nên chắc khoảng 5-6 đôi Das Balas Adidas các bạn. Oversize thì ok, nhưng mà kêu mất thử cái váy thì tìm lại không ra. Logic nó Das Balas là Adidas á, giày giày Adidas mà có ba cái gạch thì gọi là Das Balas. Tưởng đâu nghe Bip Ba Ba hay là cỏ ba lá hay gì. Dùng từ nghe gọi là Das Balas. Nhưng mà cái beat á nghe rất hay. Từ cái lúc mà intro cũng phóng zin zin á vang lên á là mình đã cảm nhận được cái độ cute nè, độ những cái tiếng Tinkle Bell, những cái tiếng hiệu ứng âm thanh rất là bay bổng nhẹ nhàng, lãng mạn các bạn. Bài nghe rất là ngọt ngào. Không nên chắc khoảng 5-6 đôi Das Balas. Áo jersey đồ oversize thì ok, nhưng mà kêu mất thử cái váy thì tìm lại không ra. Em thích có nhiều người để quan tâm và có nhiều bạn ở quanh. Em nhớ hết sinh nhật họ rồi chờ ngày tăng quà thật nhanh. Mini sweatshirt trong tủ em thì toàn màu xanh, mặc nó lên đi với anh, nhìn như thiên đàng không có cánh. Tiểu thư thì chiều hay đi lượn đều khá là máu, hơi ham chơi nhưng tâm trạng cái thì nói chuyện khá là sâu. Lấy JBL, Spotify, mà nhạc to nhận ra playlist của em. Bài nào hay thì anh cũng có, em bắt đầu trên mồm cười kiểu ngại và... Cái câu này dễ thương quá. Em bắt đầu trên mồm cười kiểu ngại nè, dễ thương quá trời luôn á. Thật sự mình tưởng tượng cái cảnh mà mình nói chuyện với người yêu của mình đó, rồi cái người yêu mình cười ngại bỉ lẻn. Nhìn cute mọi người, rất là cute đấy. Và cái phóng và cái bài phóng zin zin này thì đúng là kiểu là một người là cần cái rap line, một người là cần cái vocal. Cần cái vocal ở đây là tờ Linh này, còn cần cái đoạn rap đó chính là Logic các bạn. Đúng kiểu thuần về sự collab giữa một ca sĩ và một rapper mọi người. Cười kiểu ngại và nếu em thích bài này thì mình có thể bật lại và lại xem tất cả những gì để em thấy thoải mái và có thể nhảy cùng anh, nó chỉ cần theo những phải trái. Baby you can bounce to the left, bounce to the right.
right. And if you have a crush on me, tell me tonight. Thành phố đổ mưa, ngắm cùng nhau, đây là vibe. Starbucks và matcha, anh vừa order cho cả hai. Chưa quen một em nào mà làm anh vui như em làm. Em mình cùng CGV và sơ cổ cây đánh thiên đàng. Cứ đứng sơ cổ cây và CGV và hình tích đẹp. Nhìn lên trên là thành phố này rực sáng. Cái gì anh cũng nhớ. Nghe thật sự là hay luôn người. Phóng gì gì này nó đúng mình, nó kiểu là nó ôn hòa lại cân bằng lại cái mặt cảm xúc của mình đó. Từ đầu là ba bài đầu kia là nó giật kinh khủng, mà tới bài phóng gì gì là nó bắt đầu nó nhẹ nhàng lại, nó bay bổng, nó lần á, những cái tiếng kiểu như những cái tiếng chuông nhẹ đó, nó sáng, nó cao, nó làm cho mình kiểu lần các bạn. Cho baby cầm lá cùng từ là bên nào, đúng là bài này là Logi là cân phần rap của Tờ Linh, là cân phần vocal, nghe rất là hay, nghe rất là baby thơm như mùi chiếc chiếc, cớ gì để bỏ lỡ anh. Baby là đồ hai piece, về nhà em ngay. Cơ rất khé còn nhớ biết từ lúc nào đã đổ trò, nghe dễ thương, nghe lãng mạn. Nhớ handle me with care, nghĩ ra trăm ngàn câu để khen em. Rồi gì ở đây, từ đầu em đâu có mơ gì lắm đâu mà em là đứa con nít nít, nghĩa là dễ thương mà chẳng có gì để bỏ lỡ. Câu hát mà rất là ngọt ngào luôn á. Chỉ sâu sâu sẽ đớn đớn bé bé em thôi là dữ thôi ta. That's my man. Yes. Ok, như vậy mình đã nghe xong full EP Flavor của Logi và tôi các bạn. 4 bài hát thôi, Phóng Xin Xin, Not On The Show, Ngân và Dâu Tặng. Một EP mà rất nhìn những cái mùi hương ở trong đó, mùi hương của sự nồng cháy, mùi hương của sự xa hoa lộng lẫy, mùi hương của sự juicy của Dâu Tầm và mùi hương của sự ngọt ngào của Phóng Xin Xin các bạn. Đây chắc chắn là một trong những cái EP hip hop mà hay nhất trong năm 2024 của Vpop của chúng ta. Ok, cảm ơn mọi người đã xem reaction của mình đến giây phút này. Các bạn thấy vui, thấy hay cho mình một like, share, một comment, đừng quên tiếp tục ủng hộ cho kênh của mình và cấm nút subscribe cho mình nhé. See ya, hẹn gặp mọi người.